tiếp tục là mở rộng về những cái dùng từ trong cái lối mà diễn đạt một cái ý nghĩa là một cái ý muốn đó. Je décide d'arrêter de fumer, động từ quyết định, décide quyết định làm hành động gì thì ta lấy cái đờ đó. Je décide d'arrêter de fumer, tôi quyết định ngừng hút thuốc. Je tiens à partir le plus vite possible, ta có động từ tenir à và sau đó ta để một động từ nguyên mẫu ở đây. Hồi đó giờ thì động từ tenir có nghĩa là mình cầm, mình nắm một món đồ trong tay. Bây giờ tenir à với một infinitive nghĩa là mình quan tâm, cố làm sao cho được cái hành động đó đó. Thành ra là phải dịch tiếng Việt thì đồng dịch là tôi muốn hay là tôi đó, nhưng mà tôi rất rất muốn là khởi hành cách nào mà sớm nhất mà có thể được. Thì sau một cái động từ mà ta muốn nó là nhất thì ta luôn luôn để chữ le plus mà thôi, chứ không phải cho tính từ mà ta có la plus hay là u hay là le plus đó. Tôi rất muốn làm sao mà có thể khởi hành sớm nhất. Je tiens à ce que vous assistiez. Tôi rất rất mong rằng bạn sẽ tham dự vào cái cuộc họp này. Động từ assister tức là tham dự vào. Đây thì ta đang để vào cái substantive present đó. Bây giờ dire ce qu'on ne veut pas faire, nói về những cái điều mà người ta không muốn làm. Không muốn làm, tôi có những cách nói như là je ne voudrais pas vous gêner. Động từ gêner gây trở ngại, gây khó chịu, cũng không nói nó gây khó chịu nhưng mà gây cái ngại ngần cho người ta đó. Tôi không muốn làm cho ông thấy e ngại. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Cái động từ thì avoir l'intention de, có ý định, có ý đồ làm gì đó. Bây giờ tôi không có ý định, tôi không có ý định để cho bản thân tôi làm cái công việc đó. Laisser là để đó, không có ý định để cho tôi. Je ne tiens pas à me retrouver seul avec lui. Tôi cũng không muốn, tôi không có ý định là tôi mà ở trong cái tình huống là một mình cùng với anh ấy, hoặc là tôi không muốn ở trong một mình với cô ấy. Thì ta sẽ tùy cái chủ từ là trai hay gái mà ta chọn lại cái chữ lui hay chữ an ở phía sau cho nó phù hợp. Ça ne vaut pas la peine, là điều đó không đáng cho ta phải bỏ công. La peine là sự nhọc nhằn, sự nặng nhọc, mà không đáng phải bỏ công nhọc nhằn là như vậy. Ở đây thì ta có chữ ça ne vaut pas le coup, thì tiếng Việt mình khó dịch cái chữ le coup này lắm, nhưng mà thì ý nghĩa cũng vậy đó, không đáng cho ta phải bỏ công ra đó. Còn dưới đây thì khi mà ta không muốn làm một điều gì đó nữa, ne plus là không nữa, nghĩa là trước kia mình từng có, bây giờ mình không muốn nữa. Je n'ai plus envie de le voir, tôi không muốn trông thấy anh ấy nữa. Trước kia là từng trông thấy, từng có muốn trông thấy, bây giờ thì không, thì ta dùng chữ ne plus. Je ne tiens plus à obtenir ce poste, tôi không còn bận tâm tới cái việc là đạt được cái chỗ làm, cái vị trí này nữa.